Đánh giá phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, các cấp cơ sở Hội cựu chiến binh tỉnh Gia Lai ghi nhận những kết quả rất đáng tự hào giai đoạn 2019-2024. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh chung, Hội cựu chiến binh các cấp đã xây dựng phong trào thi đua gắn với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Hội cựu chiến binh đã tập trung thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, động viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cộng đồng, giúp đỡ đồng đội khó khăn, hoạt động, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên. Việc phát động và đăng ký giao ước thi đua được duy trì nền nếp, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện được cụ thể hóa, phù hợp. Các thế hệ hội viên cựu chiến binh không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, trang trại với thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.